Tây thiệt, nhưng mà cũng cũng lâu lắm rồi mới thấy cá lóc nướng gơm. Tại vì gơm bây giờ thì không còn nhiều giống như ngày xưa nữa, bây giờ người ta bán không à. Đó, nước mắm này me nè, rồi có tỏi nè, ớt nè. Bây giờ mình sẽ chấm vô đây một miếng nha. Để thử coi nó ra sao. Ồ, ngon quá. Ăn nha mọi người, mời cô bác với anh chị nha. Rồi sao cái cảm thấy mùi thơm như thế nào? Thôi về tới chú đi. Cái mùi thơm miếng để thử coi. Đậm đà nước mắm. Nước mắm này cay vừa đủ á. Đến đây thì được Sáu chia sẻ về cái khu homestay. Ở cái nhà này từ trong đó ra đây là tôi làm bằng gió hến không á, cái nền nó dưới toàn bộ đổ bê tông bằng gió hến không à. Chứ không có đá nha. Ồ, gió hến. Gió hến luôn. Mình đi cào hến lâu năm nên là có gió hến. Ồ, này là ông Sáu đắp xi măng hả? Ờ, đắp xi măng luôn rồi nhà, không biết làm cũng vắng mà mày mò làm. Ờ, vốn đầu tư kinh phí là nhiêu tiền ông Sáu? Ờ, lúc đó nó mới làm thì có 10 triệu à. Bây giờ chắc cũng mày cũng 600 mấy 700 rồi. Ờ, ngoài sau này nuôi cá luôn hả? Ở dưới này thì cá không à. Cá gì ông Sáu hả? Đây đừng đi bằng vỏ hết nè. Dạ. Nè. Cá này cá gì ông Sáu? Ờ, cá tai tượng rồi cá chép. Là mình câu lên ăn luôn hả? Câu luôn. Cá lóc cá rô. Ở ngoài sau là một cái khu vườn dừa. Những cái này mình thả cá hết. Cá ừ, thả cá hết. Cá này cũng lâu năm rồi. Mỗi một đêm qua đêm ở homestay của ông Sáu là bao nhiêu tiền? Thì một người ví dụ như một phòng gì 400 à. 400. Ừ, phòng hai giường dưới đó. Là qua đêm thôi hay là phục vụ ăn uống luôn? Qua đêm. Ờ. Tính riêng là sao? Người ta thì nó ngay người ta giá cả là cao hơn. Mình thì tính vậy đi. Vậy là ông Sáu đăng ký kinh doanh du lịch lâu rồi? Ừ, cũng ra gần 3 năm rồi. Dạ. Nghe cái cậu, cậu thủy nghe không? Thấy thì đơn giản vậy thôi, nhưng đây là một cái quá trình ông Sáu làm dài hạn chứ không phải là ngắn đâu. Đúng rồi, làm xuyên suốt là nhà không ạ. Khách ở đây, chỗ này khách đây nghỉ trưa thì ra đây thư giãn ở đây, chỗ này chỗ thư giãn, không ăn uống gì đó. Dạ. Ở dưới kia có nhà dừa, còn đây có nhà bồ không sao? Ờ, nhà bồ. Đây nhà bồ nè. Bồ chưa? Giờ khó kiếm ha. Bồ đẹp chơi. Đó, vườn vườn bằng tre tự làm luôn, tự phát động làm luôn. À, một phòng như thế này là hai vườn. Hai vườn 400.000. Ừ. À, vậy là nếu như mà ngủ 4 người thì người 100.000 đồng. Ừ. Chia đầu người là người 100.000 đồng. Ừ. Thì ví dụ con cái đông đông thì dọn cái vô ngủ đi. Dạ. Ở ngoài này có tấm tiên luôn không sao? Đây. Đây nhà cậu. Đúng rồi, con nói là tấm tiên là đúng rồi nè. Thấy giếng trời ở trên đây. Ở đây có cửa sổ nữa nè. Có, cửa sổ trở ra. Dạ, mình trở ra. Ừ. Dạ, mình trở ra. Trở ra mát không? Rồi ở đây thì cái món đặc sản của ông Sáu là gì? Cá lóc nướng, như cá lóc nướng rơm. Dạ. Rồi hến xào bún bánh tráng. Dạ. Rồi cháo hến. Rồi lẩu hến. Cơm hến. Cơm hến cũng có luôn. Ồ. Nếu khách nhu cầu thì làm cơm hến luôn. Là ăn cơm với hến đó chứ. Mình nấu cơm hến cũng được. Dạ. Mình lấy nước nấu cơm hến luôn. À. Đặc sản mình là hến tại thường đi cào ông Sáu đi cào hến đúng mà. Rồi gà thì gà mình hấp lá xanh. Gà chim cách thủy. Dạ. Như là gà vườn. Cá gà. Đây là cái phòng này đó. Phòng này là một giường là 200 hả? Ừ. Ồ đẹp quá. Mình làm cái đơn sơ. Thích nhất là ngồi ngoài này mà nhìn cái cảnh sông nước ngoài này nè cô bác quý anh chị. Ừ, ở đây con ngồi đây câu cá nước luôn. Mát mẻ ha. Ừ, ban công. Đó, ngồi đây cô bác quý anh chị mọi người có thấy đi cái đường này mát lắm không? Thật ra thì ở nhà vườn nhưng mà đi vô cái khu vườn ông Sáu này mát mẻ lắm. Đi tính là lại review cái viên đá cho mọi người xem sẵn ông Sáu giới thiệu luôn cái mô hình homestay của mình ở miền Tây. Đây nhà. À. Ghế tre không? Ồ. Đẹp quá. À, cô bác quý anh chị sau khi lại nhà ông Sáu thì ông Sáu đúng là gốc của miền Tây nông dân chính hiệu.
đàn vọng cổ nè, ngồi bên một cái con nước như thế này, lập nước nhỏ như thế này. Ông Sáu sẽ tặng cho tụi con một câu vọng cổ hay ông Sáu ha. Bà Sáu nướng cá từ khi nào bà Sáu hả? Nướng mấy giờ nè. Dạ. Ôi ôi, nướng bằng gôm luôn hả bà Sáu? Nướng gôm luôn. Ôi, cá lóc đồng luôn hả vậy bà Sáu? Lóc đồng. Trời ơi, ngon quá. Đang nướng rồi, đợi chụp cái đi. Nướng rồi, để cho bà Sáu dĩa hến. Anh này là con của bà Sáu hay sao? Con ruột hả? Chào anh. Anh đẹp trai quá. Anh mới đi vườn đằng kia vậy. Anh tiệt, anh đẹp trai thiệt mà. Là khách lại mình cũng nướng bằng gôm luôn hả anh? Dạ. Con cá lóc mình bỏ vô trong rồi hả? Bỏ trong rồi. Ờ. Đâu cho em xem mới, xem được không? Cháy rồi hả? Lát lấy. Ờ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi, có vợ con gì chưa anh? Năm nay 32 tuổi rồi. Dạ. Bằng luôn ha. Anh có vợ chưa? Chưa anh ơi. Để em làm mai cho. Ông Sáu có một người con trai rất là dễ thương chưa có vợ. Nói thật cái cô... mình dạ đó. Tự cháy luôn hả? Đúng rồi, tự cháy luôn. Không có khuất, không có quẹt trong ngần. Em miền Tây thiệt nhưng mà cũng lâu lắm rồi mới thấy cá lóc nướng gôm. Tại vì gôm bây giờ thì không còn nhiều giống như ngày xưa nữa, bây giờ người ta bán không à. Bán đó. Cuộn này bán nè, lấy cho châu ăn đó. Anh tên gì anh? Anh Dương. Anh Dương hả? Các bạn cũng ở Sài Gòn xuống hả chị? Không, em ở Đồng Tháp luôn. Em ở Thành Bình, bên đây Tháp 10. Em su túp. À, ở đây thì mình đều đặt trước lại, mình đặt phòng trước được hay bà Sáu? Ở đây có sâm nữa trời. Đinh Lăng. Ờ, gặp cái bình rượu này nè, quen thuộc nè. Có cái ly không sao? Có chứ. Này là tự mình sáng chế ra làm luôn. Một bữa cơm của người miền Tây nè cô bác quý anh chị. Nước mắm me, cá lóc nướng gôm, rồi các loại rau thì có ở đây là lá đinh lăng nè, rồi cải trời nè, cam thắt không sao, kim tiền thất nè. Ở đây là một cái bình rượu độc lạ có 102 do ông Sáu tự chế. Tại sao ông nghĩ ra cái cách chế rượu độc đáo như thế này vậy? Vì hôm trước có ông anh ổng mua cái vụ cần đó. Dạ. Vụ cần của người dân tộc vậy. Rồi mình thấy nếu mà mình làm cái du lịch này thì sao bây giờ mình lấy cái mốc đó mình chế biến ra mình làm gì cho nó vui. Đâu Sáu làm cho con xem với, gót rượu ra cho con xem với, không không cần mở nó. Ừ, hút là được luôn đó, nó gì đó. Rồi này. Đó. Đấy. Mà chạy ra. Còn muốn dư quá thì chọc vô hút lại. Nghe không? Bây giờ lỡ cho nó đầy luôn nghe không? Dạ. Ví dụ nó dở, lỡ nó dư, nó chọt vô mình hút lại. Ơi. Ở đây nó tiếu tiếu cho nó vui vậy thôi. Dạ. Ông Sáu đâu, một lần nữa con ông Sáu có thể đọc số điện thoại cho mọi người biết không sao? À, số điện thoại của tôi. Ông Sáu giới thiệu cái khu homestay địa chỉ của mình rồi số điện thoại luôn. Dạ. Thì tôi ở đây tên Nguyễn Văn Lế, mà thường thường người ta gọi là Sáu Lế. Cho nên tôi để cái homestay là Sáu Lế ở ấp Sống Nhất, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại thì 032 6922 054. Nếu như mà ai muốn đi du lịch homestay thì sẽ điện số điện thoại của ông Sáu ha. Nếu mà bà con thích về đây thì ăn món đồng quê, rồi trải nghiệm luôn như câu cá, rồi là bẻ rượu, bẻ dừa đó. Rồi mình đi cào hến, trải nghiệm cào hến trên mùa nước lũ nè. Dạ. Rồi chạy trên đồng, rồi đi thuê xuồng chạy lên đồng,
trải nghiệm. Dạ. Đồng nước lũ đó, lên đồng ruộng mình nó chạy chơi. Tháng 6 này là im nè. Ừ, nó tháng 7 tháng 8 tới nè, người ta xả lũ đó mình lên. Còn chạy cá lóc trên đồng cho nó vui. Cá lóc nhìn đảo á. Ừ. Cá nướng rơm, đó cá nướng rơm đây. Thì mới nướng trước con rồi còn đang. Ôi. Này là lấy rơm mình đem vô đây luôn. À, lấy độc chị độc mà. Mình nướng rồi lấy rơm mình chà. Anh là vừa là con mà vừa là thợ nấu luôn, thợ nướng luôn. Nó phục vụ tiếp luôn. Tiếp khách luôn. Tiếp luôn. Vẫn còn rơm trong đây nha. Mọi người vẫn còn nóng mấy anh. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Thì con chơi luôn đi. Dạ. Thì con chơi đi. Thôi Bùi Hồ cũng xin chào cô bác quý anh chị nha. Thì hôm nay thì đến đây được ông Sáu rất là vui vẻ đãi Bùi Hồ với bạn Nghĩa hai con cá lóc nướng rơm chính hiệu gốc miền Tây, gọi là nướng chui, mà để nhâm nhi với lại một vài ly rượu đế chia sẻ với ông Sáu. Thì ông Sáu mới đi vừa đi đem cái đàn ra là ông Sáu tự động kêu bà Sáu nướng con cá lóc. Ôi hấp dẫn quá. Đấy. Chảy nước miếng rồi. Thôi kết thúc nha mọi người. Mời mọi người dùng cá với Bùi Hồ với bạn Nghĩa Trần nha. Với lại ông Sáu. Quy Khánh á, giống như này là ông Sáu tặng mình một miếng thịt cá lóc đông nha. Còn đây là nước mắm me. Đó, nước mắm này me nè, rồi có tỏi nè, ớt nè. Bây giờ mình sẽ chấm vô đây một miếng nha. Để thử coi nó ra sao. Ngon quá. Ăn nha mọi người. Mời cô bác với anh chị nha. Rồi sao cảm thấy mùi thơm như thế nào? Thôi về tới chú đi. Cái mùi thơm miếng để thử đi. Đậm đà nước mắm. Nước mắm này cay vừa đủ á. Ngon quá. Ăn hết luôn em sát, ăn hết luôn nè. Kỹ việc dùng đi. Một miếng lá. Lá này gọi là lá đinh lăng. Đúng mình đang kèm vô. Đúng rồi, nó vào mình đây là vào vườn. Nó còn thưởng thức miếng rượu luôn. Ừ. Đây là vụ cần đinh lăng nha. Vụ cần miền Tây cùng với ông Sáu với bạn công của miền Tây. Ờ đó, chứ không phải cần trên Tây Nguyên. Đồ nghề gốc rượu, tự chế. Còn hành. Cái món thứ hai mà ông Sáu đãi hai bạn YouTuber mình đó là hến xào hành. Ủa, xe trang. Giống như là suốt bánh đai không sao hả? Giống như suốt bánh đai vậy đó. Ngon quá luôn nè. Dẫn ha. Ôi nhìn đã mắt lắm luôn á. Với lại bánh tráng có sẵn. Gâu đồng. Rồi đó. Đó. Cá lóc nướng rơm. Quay tới quay lui hoài mà vẫn muốn quay. Bye bye mọi người nhé. Tình vui. Chào mọi người ạ. Chào.